Hello, xin chào tất cả mọi người. Chị lại trở lại với một bài podcast nữa. Có lẽ là rất lâu rồi mới gặp lại mọi người sau mùa đầu tiên là những câu hỏi, những từ khóa lớn. Thì mùa này, tập này chị sẽ đi vào những câu hỏi nhỏ hơn để giúp mọi người hiểu nhiều hơn. Bằng cái hành trình của chi, bằng cái con mắt, bằng cái góc nhìn của chi về những cái vấn đề ở trong cái từ chữa lành lớn. Ngày hôm nay thì chi muốn nhắc tới một cái khía cạnh mà mới gần đây chi tìm hiểu, nghiên cứu cũng như là quan sát bằng cái hành trình của mình, bằng tất cả những cái gì mà mình trải nghiệm được và những cái quan sát của những cái khách hàng, những cái người ở xung quanh mình nữa, đó là yêu bản thân bằng cách trở thành cha mẹ của chính mình. Với mỗi một người á, thì cái với mỗi một cái hành trình của mỗi một người thì họ sẽ có những cái trải nghiệm riêng, sẽ có những cái định nghĩa riêng và khác nhau về việc thế nào là yêu thương bản thân. Nhưng mà đối với Chi á, thì cái câu trả lời đơn giản nhất yêu thương bản thân là khi bạn có nhu cầu và ý nguyện để tìm hiểu, để chữa lành, để hoàn thiện và phát triển chính mình trong cái hành trình mà hoàn thiện cái hành trình linh hồn của mình ở trong mỗi một kiếp, hoặc nói cụ thể hơn là trong cuộc sống này, trong kiếp này, trong chính cái giây phút này. Chỉ khi điều này thực sự xuất hiện, chỉ khi cái ý nguyện này, cái nhu cầu này thực sự xuất hiện á, thì bạn sẽ luôn luôn được sắp xếp và được hướng dẫn bởi chính bản thân mình và tất cả những nguồn động lực ở trong vũ trụ, tới với những thông tin này, với những môi trường, với những con người, có thể xuất hiện dưới dạng người thầy, người bạn, người lạ, hoặc là những cái mối quan hệ karmic mang tính karma, nghiệp phù hợp với cái hành trình của chính bạn, để bạn có thể học cái bài học của mình, có thể phát triển, có thể học hỏi, có thể trải nghiệm để mà hoàn thiện và để mà tìm hiểu cái cách làm thế nào để yêu thương chính bản thân mình. Trong quá trình trải nghiệm cái hành trình đó và quan sát cái hành trình của tất cả những người xung quanh như chị đã nói, những cái người khách hàng, những cái người bạn bè, những cái người thân của chính bản thân mình á, thì chị nhận thấy rằng là cái bước đầu tiên cũng như quan trọng nhất của yêu thương bản thân mình đó chính là trở thành phiên bản cha mẹ của mình. Tại sao lại phải trở thành phiên bản cha mẹ của mình? Bởi vì chị luôn nói với mọi người rằng là tất cả những cái tổn thương nó xuất phát sâu gốc là từ đứa trẻ bên trong của mình. Tất cả những cái tổn thương từ hồi còn bé, thậm chí là nếu đào sâu hơn thì sẽ là từ những cái kiếp trước nữa, từ những cái sự phát triển linh hồn mà đã trải qua ở trong những cái kiếp trước. Rồi đến kiếp này khi các bạn mới sinh ra, các bạn mang theo trong chính những cái chakra, những cái luân xa của mình, những cái tổn thương của bố mẹ mình nữa, vào với cái hệ thống luân xa của mình, vào với cái hệ thống năng lượng của mình. Rồi sau đó các bạn lớn lên, các bạn trải nghiệm, các bạn được nuôi dưỡng, các bạn tiếp tục vô tình chạm trán những cái tổn thương. Thực ra nói cái từ vô tình trong ngoặc kép thôi. Tất cả những cái đó nó sẽ được sắp xếp để nó phù hợp với cái hành trình phát triển linh hồn và hoàn thiện linh hồn của các bạn. Thì trong cái hành trình đó, cái đứa trẻ bên trong của mình có nghĩa là cái phiên bản cảm xúc chân thật, cái phiên bản ngây ngô nhất của các bạn ở bên trong, nó sẽ bị tổn thương. Và có một điều vô tình nữa, và cũng không phải là vô tình, đó là cha mẹ của chúng ta đôi khi họ cũng mang những cái tổn thương của chính bản thân họ từ những cái thế hệ trước, từ những cái trải nghiệm của họ, cho nên họ vô tình hoặc là không vô tình đào thải và truyền đạt những cái tổn thương đó qua cái môi trường nuôi dưỡng đối với chúng ta. Cho nên chúng ta gặp những cái tổn thương ở trong cái môi trường nuôi dưỡng của chính mình. Vì thế mà để có thể chữa lành cái phiên bản đứa trẻ bên trong thì chúng ta hãy trở thành cái phiên bản cha mẹ của chính bản thân mình. Ở đây không phải là nói để chúng ta trách móc hay là phủ nhận cái công giáo dục, cái công nuôi dưỡng của cha mẹ vật lý của mình, không phải là như vậy. Mà trong cái hành trình chúng ta chữa lành cái mối quan hệ giữa chúng ta với những cái người nuôi dưỡng đó thì chúng ta cũng trở thành cha mẹ của mình để có thể chữa lành với chính bản thân mình. Trong cái việc mà chúng ta trở thành phiên bản cha mẹ của chính mình thì nó có cả hai phần, đó là phần cha và phần mẹ. Phần cha ở đây là gì? Là masculine energy, có nghĩa là năng lượng nam tính, và mẹ ở đây có nghĩa là feminine energy, là năng lượng nữ tính.
trong mỗi một phần năng lượng của con người sẽ có hai phần, đó là năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính. Bất kể giới tính của các bạn là gì, là trai hay gái, ở trong cái cuộc sống, ở trong cái kiếp sống này thì chúng ta cũng sẽ luôn có hai phần, đó là năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính. Vậy thì trở thành mẹ của mình là như thế nào? Trở thành cái feminine energy, cái tính nữ của mình, cân bằng cái tính nữ của mình là như thế nào? Đó là sử dụng năng lượng nữ tính đối với chính bản thân mình, feminine energy. Hoặc hiểu đơn giản hơn á, đó là tính chiều chuộng bản thân, self-indulgence. Phần này bao gồm mọi từ khóa, mọi vấn đề liên quan đến sự chiều chuộng này, nuôi dưỡng này, tính nữ đối với chính bản thân mình, như là tha thứ cho bản thân, bao dung cho bản thân này, sử dụng cái nguồn động lực sáng tạo để mà phục vụ cho sự phát triển của bản thân này, chúng ta âu yếm bản thân này, vuốt ve, an ủi, cái sự yếu đuối, vulnerable khi mà chúng ta chân thật với chính cái cảm xúc của mình này, chúng ta lắng nghe cái trực giác của mình này, đó cũng là tính nữ này. Chúng ta có cái khả năng của sự buông bỏ, của sự trôi theo dòng này, có cái khả năng của cái sự nhận lại này, biết nhận lại này, bộc lộ cảm xúc này, cái khả năng lắng nghe, cái tính hiện diện ngay tại thời điểm hiện tại, cái tính chia sẻ, và cuối cùng là một số những cái vấn đề cần phải chữa lành xung quanh mối quan hệ giữa ta và mẹ, hoặc mối quan hệ giữa ta và một người nuôi dưỡng nào đó có nhiều tính nữ hơn, có nhiều tất cả những cái từ khóa vừa nãy mà chị nói đến á. Thì tại vì bởi vì là trong một môi trường giáo dục thì đôi khi tùy thuộc theo gia đình các bạn, có khi cha lại là người mang tính nữ nhiều hơn, hoặc là mẹ lại là người mang tính nữ nhiều hơn, hoặc nếu như, chị xin lỗi, nếu như cái môi trường giáo dục của các bạn, môi trường nuôi dưỡng của các bạn vô tình không có người cha hoặc là người mẹ, thì một cái người nuôi dưỡng giáo dục nào đó có ảnh hưởng đến bạn, họ có cái tính nam hoặc là tính nữ nhiều hơn, thì cũng được tính vào những cái mà chị đang nói đến, như là trở thành mẹ hay là trở thành cha của mình, và những cái mối quan hệ với người đó. Cái phần thứ hai nữa là trở thành cha của mình. Trở thành cha của mình có nghĩa là như thế nào? Là sử dụng năng lượng nam tính đối với chính bản thân mình, đó là masculine energy. Hoặc hiểu đơn giản hơn là tính kỷ luật bản thân. Nếu như trở thành mẹ của mình là trở thành một cái sử dụng cái tính chiều chuộng bản thân, sử dụng cái tính nuông chiều nuôi dưỡng bản thân, thì trở thành người cha của mình có nghĩa là sử dụng cái tính kỷ luật, cái tính nghiêm khắc đối với bản thân mình. Cái phần này bao gồm mọi từ khóa liên quan tới tính nam, hành động, sự nghiêm khắc. Ví dụ như là chủ động này, tính quyết đoán này, sự lý trí này, có logic này, tính nhất quán đối với chính bản thân mình, kiên định, không sợ hãi, cái sự giới hạn, có boundaries, có trách nhiệm. Nếu như mẹ là tính chia sẻ, nhận lại, thì cha là tính cho đi. Sự chinh phục này, có mục tiêu này, có kế hoạch, sự tự tin, sự mạnh mẽ, và toàn bộ những cái tổn thương, những cái vấn đề liên quan với cái mối quan hệ với người cha của mình, hoặc với một người có năng lượng nuôi dưỡng mang tính nam nhiều hơn. Đó chính là cha và mẹ trong cái hành trình học cái cách yêu thương bản thân. Khi mà ta dung hòa được cái khả năng trở thành mẹ của chính mình và trở thành cha của chính mình á, cân bằng được hai cái điểm này, cân bằng được hai cái điểm là giữa nuông chiều và kỷ luật, thì bạn sẽ có một cái hệ thống liên tục và bền vững chữa lành và phát triển bản thân mình. Nếu như bạn cứ nuôi dưỡng và dung hòa hai cái tính này, yêu bản thân á, hôm trước chị đã có một cái bài chia sẻ trên Instagram là yêu bản thân nó là cái sự cộng hưởng giữa kỷ luật bản thân và nuông chiều bản thân, nó là cái sự dung hòa. Thì ngày hôm nay chị nói rõ hơn, đi sâu hơn là nó mang cái tính trở thành cha, trở thành mẹ của mình, của chính cái đứa trẻ bên trong, nằm bên trong mình. Thì khi mà bạn dung hòa được cái điều này, bạn sẽ xây dựng được nguyên một cái hệ thống cực kỳ bền vững trong cái hành trình chữa lành và phát triển bản thân mình. Nghe thì có vẻ đồ sộ đúng không, và khó khăn, không biết rằng là chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Nhưng mà cái gì càng đồ sộ á, mọi người cứ để ý mà xem, cái gì mà càng đồ sộ thì ta hãy cứ bắt đầu bằng những cái điều càng nhỏ bé. Cứ mỗi ngày, mỗi giây phút, mỗi tình huống, mỗi bài học, hãy thử soi chiếu cái điều này lên. Chị sẽ lấy một cái ví dụ rất là bé nhỏ thôi để mọi người
để cho ta có thể thấy rằng là cái việc yêu thương bản thân mình và chữa lành những cái tổn thương, những cái trauma, những cái hệ thống phản ứng không lành mạnh á, nó có thể đến từ mọi thứ xung quanh trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bởi vì yêu thương và chữa lành đầu tiên nó sẽ yêu cầu cái sự quan sát, soi chiếu của bạn. Và khi mà bạn biết quan sát, biết soi chiếu rồi, bạn sẽ thấy rằng là mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ, mọi cái lời nói và phản ứng của mình trong cuộc sống mỗi ngày á, nếu như bạn quan sát được nó, bạn sẽ thấy là nó như một cái hệ thống phản ứng mặc định bắt nguồn từ tất cả những cái tổn thương mà bạn đã trải qua, hoặc là cái môi trường mà bạn được giáo dục, bạn được nuôi dưỡng. Một cái ví dụ nhỏ như thế này. Bạn mua một cái chiếc áo, đây là một cái ví dụ mà Chi quan sát được rất là nhiều những cái bạn có cái cuộc trò chuyện với Chi. Và Chi thấy rằng là khi mà các bạn mua một cái chiếc áo, Chi lấy ví dụ nhỏ thôi, là một cái chiếc áo mà bạn cực kỳ thích. Và bạn tự hứa bản thân mình rằng là ok, bao giờ mình đẹp này, bao giờ mình gầy đi hoặc là béo lên, hoặc là bao giờ mình vào một cái shape, vào một cái thân hình ổn định, hay là một cái thân hình fit, một cái thân hình như người mẫu chẳng hạn, mặc cái đồ đấy treo ở ngoài cửa hàng giống như cái người mẫu mà chụp ảnh ở trên cái hình áo đó, quảng cáo ở ngoài cửa hàng á, hoặc là đẹp hơn một chút so với bây giờ, thì bạn sẽ mặc chiếc áo này. Vô tình là bạn để cái chiếc áo đấy, bạn mua cái chiếc áo đấy về và bạn để cái chiếc áo đấy khoảng tầm vài tháng, vài tuần. Thì vô tình ngày hôm nay bạn mở cái tủ này ra, bạn mở cái tủ quần áo của bạn ra, bạn thấy cái chiếc áo đó rất là đẹp. Tự nhiên bạn rất được thôi thúc để mặc cái chiếc áo đó, bạn rất là muốn mặc nó. Nhưng mà khi bạn mặc nó vào rồi, bạn soi gương, bắt đầu nó lộn lại trong cái suy nghĩ của bạn tất cả những cái điều mà bạn mặc định về bản thân mình. Dựa trên, Chi đang nói đến những cái bạn mà có cái tình huống liên quan tới cái câu chuyện này nhá. Còn nếu như bạn không cảm thấy liên quan tới cái câu chuyện này, bạn có thể bỏ đi và lấy những cái ví dụ khác. Nhưng mà đó, khi mà bạn mặc vào thì bạn thấy rằng là bắt đầu não bạn bắt đầu nó lộn lại, cái subconscious, cái tiềm thức của bạn nó bắt đầu lộn lại tất cả những cái suy nghĩ sợ hãi. Nào là mình mặc nó xấu quá, không giống như người mẫu, lòi chỗ này hay là thiếu chỗ kia, sợ mặc ra ngoài đường sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự phán xét từ những người khác, hoặc là phán xét từ chính bản thân mình, cảm thấy không hề thoải mái một chút nào cả. Mặc dù, đây là cái trường hợp, mặc dù trái tim của bạn thì cứ đập liên hồi rung lên bởi vì thấy chiếc áo này nó rất là đẹp, một cái thứ mình rất yêu thích. Nó nằm trên, cuối cùng nó cũng nằm trên cái cơ thể của mình. Bên trong cái trái tim của mình thấy là ok, nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Mình rất là thích chiếc áo này. Nhưng mà cái não của bạn, cái tâm trí của bạn thì nó đặt một vạn những cái câu hỏi rằng là mình mặc cái này có được hay không? Mình có phù hợp với cái áo này hay không? Mình đã từng nghe thấy một người phán xét một người khác tương tự như mình rằng là mặc cái áo này không đẹp đâu, hoặc là ai đó xung quanh mình đã nói rằng là cái áo này không hợp với mình đâu, hoặc là nó sẽ làm cho mình xấu hơn. Nhưng mình rất thích chiếc áo này mà. Bây giờ hãy sử dụng tính nữ với cái bài tập này, sử dụng sự nuôi dưỡng bản thân, hỏi xem, sử dụng tính mẹ, là mẹ, hỏi mình xem tại sao mình lại thấy xấu. Cái từ xấu này nó bắt nguồn từ đâu? Cái từ xấu trong ngoặc kép này nó bắt nguồn từ đâu? Nó được định nghĩa bởi cái gì? Tại sao lại sợ phán xét? Tại sao mọi điều này nó lại xảy ra, những cái suy nghĩ này nó lại xảy ra, nó bắt nguồn từ cái khoảnh khắc nào? Bởi vì nếu như bạn là một đứa trẻ hoàn toàn ngây ngô, innocence, không có bất kỳ một cái sự phán xét nào cả, thì bạn sẽ không bao giờ phán xét cái sự tiêu cực lên chính bản thân mình, hoặc là lên những người khác. Vậy thì cái từ xấu này nó bắt nguồn từ đâu? Những cái sự phán xét này nó bắt nguồn từ đâu? Gọi lại tất cả những cái cảm giác hổ thẹn từ những cái tổn thương cũ, những cái cảm giác xấu hổ, những cái cảm giác hổ thẹn mà bạn có thể nhớ được. Bất cứ một cái tình huống nào mà bạn bị phán xét bởi người khác, hay là bạn bị chê bởi người khác, hay là bất kỳ một cái vấn đề gì nó xảy ra khiến cho bạn phán xét bản thân mình như vậy, bây giờ tiếp tục sử dụng tính mẹ, tiếp tục sử dụng tính nuông chiều, nuôi dưỡng. Hãy tha thứ cho cái khoảnh khắc đó, tha thứ cho chính bản thân mình vì đã phán xét, tha thứ cho những cái người đã gây nên cái tổn thương đó, tha thứ cho cái khoảnh khắc lúc đó, tha thứ cho bất cứ bên nào liên quan trong cái tổn thương đó. Nếu đó là chính mình thì hãy tha thứ cho chính mình. Lắng nghe cái sự chia sẻ đến từ chính bên trong mình. Cái phiên bản đến từ chính bên trong mình, cái phiên bản đứa trẻ đó, nó cảm thấy như thế nào, hãy lắng nghe nó. Hãy an ủi nó, hãy buông bỏ nó. Hãy giải phóng nó đi bằng cái lòng bao dung của mình, bằng cái sự tha thứ của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Đó chính là trở thành mẹ. Tiếp theo,
sử dụng tính nam, đưa cái tính cha vào sự quyết đoán, tự tin và nghiêm khắc vào cái bước này. Mặc chiếc áo đó lên, tìm những cái điểm mình thích ở trên cái cơ thể của mình. Lúc này hãy ráng gạt bỏ tất cả những cái phán xét cũ nhé. Bởi vì chị đảm bảo là tất cả những cái gì mà bạn không thể thích ở trên cơ thể của mình, nó sẽ đến từ một cái tổn thương nào đó trong quá khứ. Hãy tự tin khen ngợi chính mình. Cái phần tự tin này là một cái phần rất quan trọng ở trong cái tính nam. Nó sẽ giúp cho bạn vượt qua rất nhiều những cái nỗi sợ hãi khác nữa, không chỉ riêng ở cái trường hợp này. Nhất quán và quyết định mặc cái chiếc áo này, vượt qua cái sự tự ti của ngày hôm nay. Hứa với mình làm điều đó cho bản thân mà không vì ai khác. Lưu ý cái tính cha và cái tính nam ở trong cái trường hợp này, nó còn có một cái điều nữa là nếu như ngày hôm đó bạn vẫn cảm thấy tệ, à không phải tính nam mà là tính mẹ, nếu như ngày hôm đó bạn vẫn cảm thấy tệ á, và bạn cảm thấy rằng là mình vẫn phán xét bản thân mình vẫn tự ti, không sao cả, hãy quay lại với bước 1, trở thành cái tính mẹ của mình, tha thứ, an ủi, buông bỏ, rồi tiếp tục bước 2 vào ngày hôm sau, trở thành tính cha, kiên trì, chủ động, tự tin. Bởi vì suy cho cùng thì những cái phản ứng mang tính copy này, mang tính bắt chước này, những cái phản ứng không lành mạnh ở trong tiềm thức của các bạn á, nó đã nằm đó như một cái bức tường thành cố thủ biết bao nhiêu năm rồi. Vậy thì không thể nào mà một lần, hai lần các bạn có thể giải phóng cái điều đó, giải phóng tất cả những cái phản ứng đó được. Yêu thương cần sự kiên nhẫn. Chữa lành là một quá trình ốc xoắn, chứ không phải là một buổi học có thể tốt nghiệp trong vòng 45 phút được. Bây giờ chị sẽ có một ví dụ bài tập về nhà dành cho mọi người rất là vui. Lớn hơn một chút nhưng cũng tương tự cái cách làm như vậy, mọi người hãy thử mà xem. Khi có một cái cuộc tranh cãi với một người thân yêu nào đó nhá, một người mà khá là quan trọng với bạn, thân thiết gần gũi với bạn. Bởi vì khi mà đối mặt với cái tình huống này, các bạn sẽ nhận thấy rất nhiều vấn đề nó được trồi lên nếu như bạn quan sát ở trong cái tình huống đó. Khi bạn có một cuộc tranh cãi với một người thân yêu và họ đi trái lại với cái ý kiến của bạn, họ đi ngược lại với cái ý kiến của bạn, hãy để ý cái phản ứng đầu tiên nhất của bạn, cái cảm xúc đầu tiên nhất của bạn, cái suy nghĩ đầu tiên nhất của bạn, cái phản ứng đầu tiên nhất, cái phản ứng mà khi chưa có một tiếng đánh giá nào từ bạn can thiệp vào. Cái phản ứng đầu tiên, ngây ngô nhất. Đừng đợi đến khi não bạn bắt đầu hoạt động rằng là ok, mình không được nghĩ như vậy, mình không được phản ứng như vậy. Đừng, hãy để ý cái phản ứng đầu tiên nhất. Bởi vì tất cả những cái mà sau đó chỉ mang cái tính bạn đè nén xuống thôi. Khi bạn để ý và quan sát được rồi thì nó là cái gì? Nó lành mạnh hay là chưa lành mạnh? Nếu như nó thực sự lành mạnh thì ok, chúc mừng các bạn. Các bạn đang đạt được những cái bước tiến rất là chắc chắn trong cái hành trình chữa lành của mình. Nhưng nếu như nó chưa lành mạnh và bạn cảm thấy nó chưa lành mạnh, hãy sử dụng tính cha và tính mẹ ở bên trên, tính nuông chiều và tính kỷ luật ở bên trên. Sử dụng thế nào để chữa lành cho nó? Hãy quan sát xem mình sử dụng thế nào để chữa lành cho nó. Không nhất thiết là áp nguyên cái công thức công dụng ở bên trên của chị, cái công thức ở bên trên, ở cái ví dụ bên trên vào. Nhưng hãy sử dụng cái tính cha là tính kỷ luật, tính tự tin, tính nhất quán, tính hành động quyết đoán. Và tính mẹ, tính nuông dưỡng, tính tha thứ, tính bao dung. Tất cả những cái từ khóa chị nhắc đến ở bên trên. Dành cái thời gian thực sự chiêm nghiệm và sáng tạo khi áp dụng cái điều này vào bất cứ một cái tình huống nào, và đặc biệt là cái bài tập về nhà đó. Hãy thử. Và chị sẽ cùng bàn luận với mọi người, chị sẽ ghi lại, cùng bàn luận với mọi người, cùng lắng nghe mọi người ở một cái bài post nào đó. Chị sẽ post lại cái câu chuyện này trên Instagram từ Mỹ Anh. Và chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta có những cái trải nghiệm như thế nào. Đặc biệt là một cái cuộc tranh cãi với mẹ, với ba, hay là nếu như mà không có thì với những cái người thân thiết xung quanh, với cái môi trường học tập, hoặc là bạn bè, hoặc là những cái người quan trọng, hoặc thậm chí là người yêu của mình, bạn trai, bạn gái nếu có, hoặc là anh chị em nếu có, bất cứ một cái người nào mà bạn đang cảm thấy là thân thiết, hoặc là thậm chí là kể cả không thân thiết nhưng mà có những cái hoạt động với bạn mỗi ngày chẳng hạn, hãy thử cái điều đó. Hãy thử áp dụng tất cả, dung hòa hai cái điều tính cha tính mẹ mà chị vừa mới nói đến ở phía bên trên, và để xem chúng ta có kết quả như thế nào sau cái quá trình mà chúng ta áp dụng tính cha tính mẹ để chữa lành ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày đủ